video máy đục Volvo và máy xúc Doosan làm việc và xe tải đen biển số 38H01579 lùi vào nâng cao ben đổ đá đất. Đến đây hứa xin kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Hiếu TV tập video tiếp theo với nhé. Hiếu TV chúc cả nhà yêu ngày mới vui vẻ. Bye bye.